1, 2, 3. Prost! Prost! Đi xe thuyền nữa, trong đấy ra cái bến cảng đó có cái tàu to đấy, đi loanh quanh trong bến cảng. Đi vòng vòng trong thành phố ra bến cảng thấy tàu đang đi tàu lên Deutschland. Ừ, đẹp kia. Dạ. Ừ, đây là Minh cái gì à? Spinner. Không phải đâu. Đây là Spinner. Không.
Swing Miller mới là của Ba Lan. Mai đến mai mình mới đi Usedom mà. Đúng rồi. Không phải. Đúng rồi. Không phải. Đúng rồi. Em không quẩn đâu. Việt Nam. Hả? Ừ, đúng rồi. Việt Nam. Cái đấy mới đúng. Có vẻ như con lấy lý do xuống đây để con chơi hả? Đúng rồi. Mà vui rồi đó ở Ba Lan chứ. Nào đây không được khép như thế chứ. Không phải đó bình thường vậy chứ. Nhưng mà có đúng là bảo là đi xuống đấy ăn để chủ yếu đi chơi không? Không phải. Đúng rồi. Thế bây giờ ăn đi. Không. Ừ? Con không ăn. Không một tí nữa thì đã bảo đói bụng thì phải ăn ngay. Đói bụng thì phải ăn ngay. Bây giờ ăn đi. Đấy. Thế bây giờ ăn ngay đi. Rồi. Rồi, ăn đi. Ăn đi. Ừ, chào mẹ, vặn đi xem nào. Ok. Ui, đúng thật. Thằng này đúng rồi, đói thật. Thằng này có đói thật. Cái xôi nhá, không phấn nó. Cháu ơi, cháu chỉ đói ăn táo thôi. Cứ đổi qua ăn, tôi đói thật đi. Giống con ha giờ nhỉ? Giống con ha giờ ăn táo nhỉ? Giống con thỏ ăn ngô. Đúng rồi, con thỏ ăn ngô. Con người lớn là ăn táo. À ha. Thế là Leo là người lớn. Không, Leo là trẻ con. Trẻ con thì phải ăn ngô mà. Trẻ con thì giống con thỏ. Không. Đúng rồi, trẻ con giống con thỏ thì phải ăn ngô. Không nói như thế đâu, không ăn. Con thỏ ăn táo. Leo bảo con thích làm con gì nhỉ? Leo là bảo là con hiêu. À, con hiêu à? Không phải con chuột à? Con hiêu thì nó có ăn táo đâu. Hiêu có ăn táo. Không, con hiêu nó ăn nho này. Mama là mama, Lưu là con. Mama là mama, Lưu là con. Con hiêu nó không ăn táo. Chỉ con thỏ ăn táo thôi. Phải, con biết ăn táo. Cái đến đây đi con.
kế hoạch như nào nhỉ? Kế hoạch như nào thì cha phải ngồi trước ở nhà thôi. Con đi ngồi ghế này hả? Con ngồi với ba thì đấy nhé. Ba luôn là. Bao giờ ông phải như thế này thì mới biết hát chứ? Cảm đi. Không phải. Thế nên ông không biết rồi. Ok, hát đàn mới. Thank you.